Xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả quý khách mọi người một ngày thứ hai đầu tuần thật sự là nhiều may mắn, vui vẻ. Và chúng ta biết rằng 2 năm vừa qua, đặc biệt là năm 2021, chúng ta trải qua một cái trận đại dịch kinh hoàng, không chỉ Việt Nam chúng ta mà toàn các nước trên thế giới như vậy. Thì hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp một cái thông tin rất là thú vị tất cả mọi người liên quan chủ đề là Covid và cụ thể là vấn đề về vaccine. Thì đến bây giờ chúng ta thấy đọc báo và các thông tin cơ quan đưa trong mấy ngày nay là tỷ lệ bệnh tử vong về Covid ở Việt Nam càng ngày càng giảm sâu. Nhưng chúng ta thấy con số nhiễm trung bình mỗi ngày Việt Nam mình từ 15 đến 17 ngàn là vẫn còn cao, nhưng tỷ lệ tử vong càng ngày càng giảm. Đó, ví dụ thống kê trong 7 ngày nay thì số ca tử vong toàn nước Việt Nam mình là khoảng 200-222 người, và riêng thành phố Hồ Chí Minh thì tới ngày hôm qua số ca tử vong đã giảm thấp nhất là còn 18 người. Như vậy đây là một điều đáng mừng. Bên cạnh số tử vong thì số liệu là số tỷ lệ nhập viện, số liệu nhập viện và số bệnh nhân nặng cũng giảm. Và đến bây giờ các nước trên thế giới và Việt Nam chúng ta bắt đầu thay đổi cái đánh giá về Covid, không phải đếm số lượng nhiễm nữa, vì nó đang là một trong những cái bệnh mà trở thành bệnh cúm phổ biến. Quan trọng là thứ nhất tỷ lệ tử vong, thứ hai số nhập viện, thứ ba là bệnh nặng. Một bệnh nào đó mà tỷ lệ tử vong gần như là rất thấp hoặc bằng không thì chúng ta an yên tâm. Một bệnh nào đó mà tỷ lệ nhập viện rất là thấp, nhưng mà tỷ lệ nhập viện cao thì rất nguy hiểm. Vì sao? Chúng ta phải mất rất nhiều công sức điều trị, quá tải ngành y tế, mà quá tải y tế thì chúng ta không có thời gian để chăm sóc các bệnh lý khác, lúc đó cũng là gây ra một tử vong bệnh khác. Hoặc là quá tải sẽ đưa đến yếu tố tử vong. Ví dụ trong thời gian tháng 7, tháng 8, tháng 9 vừa qua đại dịch thì chúng ta có một cái tử vong rất lớn là quá tải, chứ không phải là bệnh quá nặng chết. Đó, lúc đó thì chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm và chúng ta gom hết F0 rồi F1 chứ. Thì chính vì đó gây quá tải và không chăm sóc nổi thì chúng ta tỷ lệ tử vong quá cao. Thì bây giờ hôm nay chúng tôi đưa một thông tin rất đặc biệt cho mọi người là một nghiên cứu mới, thống kê mới thôi, chứ phải là nghiên cứu lớn mà các quốc gia đều có. Như vậy có thể nói là mũi 3 gần như tỷ lệ tử vong nhiễm Covid là zero. Như vậy đây là một tin rất vui. Tại vì sao? Chúng ta biết được rằng vaccine càng ngày càng hiệu quả. Do gì? Cho các biến thể hoặc là những biến thể trước sau về Covid. Ví dụ trước đây chúng ta thấy alpha, beta mà nguy hiểm nhất là biến thể delta, là biến thể chết chóc nhiều nhất. Và trong một tháng qua, hơn một tháng qua chứ, bây giờ tháng 1 rồi, biến tháng 11 là xuất hiện biến thể là Omicron. Thì lúc đó mọi người rất lo lắng là không biết Omicron này sẽ gây chết chóc như thế nào, vì tỷ lệ lây nhiễm tăng 500% so với delta. Nhưng đến bây giờ có thể Omicron là biến chủng khá nhẹ, nhiễm như một loại cúm thông thường và 2-3 ngày thì bệnh nhân hầu như không có triệu chứng nữa. Và mới đây thêm một biến thể mới nữa là biến thể phối hợp giữa delta và Omicron, người ta gọi là biến thể Delta-cron. Đó thì người ta cũng đang nghiên cứu, nhưng mà người ta thì hy vọng là nó sẽ nhẹ. Vì sao? Nó phối hợp giữa một đứa rất nặng và một đứa nhẹ, thì trong một đứa trung bình thì hy vọng là nó sẽ nhẹ. Nhưng dù nặng dù nhẹ thì chúng ta vẫn thấy vấn đề quan trọng. Thứ nhất, vaccine, và thứ hai phải tiêm đủ. Tiêm đủ đây bây giờ, đến bây giờ người ta khuyến cáo là 3 mũi, chứ trước đây là 2 mũi. Như vậy thì đây là một cái tin cực kỳ là vui. Và chúng thông báo mọi người là Việt Nam chúng ta đã tiến hành tiêm 3 mũi trong mấy tuần này rồi. Đó, tiêm mấy tuần này. Như vậy, tiêm 3 mũi tiêm cái gì? Tôi nhắc lại để mọi người chú ý luôn. Thì chúng ta biết là Việt Nam mình có 4 loại vaccine cơ bản mà chúng ta cần tiêm. Một là Pfizer, 2 Moderna, 3 Astra, 4 Verocell. Còn cái loại của Trung, loại của Nga với của Cuba thì nó có mấy ngàn liều thí nghiệm thôi, thì mình bỏ đi không quan trọng. Như vậy, 4 loại chính thì trước đây người ta khuyên là tiêm 2 mũi đầu tiên loại nào thì tiêm tiếp loại đó mũi thứ 3. Nhưng bây giờ chúng ta đã nghiên cứu và thấy thứ nhất, Verocell không hiệu quả, bỏ đừng bây giờ tiêm nữa. Chúng ta tiêm
đã tiêm hai mũi Rosell thì mũi 3 bắt buộc là một trong ba thứ Astra, một là Pfizer, tiêm liền sau một tháng chứ không chờ là đủ 3 tháng 6 tháng như thông báo trước đây nữa nha. Đặc biệt những người nào mà bệnh lý nền tiểu đường, bệnh mà làm cái đề sức đề kháng mình giảm, dùng thuốc chống dịch thì chúng ta tiêm liền trong vòng 3 tháng chứ không phải đợi 6 tháng. Một điều quan trọng nữa là tiêm mũi 3 nên phối hợp, giả sử mũi 1 là Astra, mũi 1 là Pfizer, mũi 2 Astra, mũi 2 Pfizer thì người ta nên phối hợp mũi 3 là mũi 1 ra hoặc ngược lại. Trước đây chúng ta thấy là mũi 1, mũi 2 là Astra, mũi 3 Astra, mà mũi 3 nên là mũi 1 ra Pfizer cực kỳ tốt. Đó. Vậy chúng ta có phối hợp được 3 thứ Astra, một là Pfizer, ba loại này phối hợp làm kháng thể tăng lên 6 đến 10 lần, thậm chí 100 lần so với chúng ta dùng đồng loại một thứ vaccine đó. Là mũi 3 nhé. Còn ai đã tiêm hai mũi 2, mũi 1 mũi 2 là Vaccell thì coi như quên thuốc này, chúng ta tiêm mới hoàn toàn. Đó là tiêm Astra, Pfizer, Moderna. Đó. Như vậy, cái chủ đề hôm nay chúng tôi nhấn mạnh mọi người là mũi 3 gần như tỷ lệ tử vong là không gặp. Tại sao nó là gần như tuyệt đối? Tại vì sao? Một nghiên cứu, thứ nhất là nghiên cứu này chưa rộng. Thứ hai thì chấp kìa tăng trong tất cả bệnh lý, hàng triệu người thì cái tỷ lệ tử vong 1-2 người là tỷ lệ bình thường. Cho nên qua đây thì chúng ta phải nói rằng vaccine cực kỳ hiệu quả. Biến thể Delta là biến thể nguy hiểm nhất, chúng ta đã vượt qua. Biến thể thứ hai mà sau Delta là biến thể Omicron thì nhẹ. Còn các biến thể khác chúng ta không biết được, nhưng dạo sau chúng ta có một cái liệu trình là vaccine là cái phương thuốc tốt nhất. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn tuân thủ các nguyên tắc về bảo vệ mà chính phủ cũng như bộ y tế chúng ta, về đeo khẩu trang, về giữ khoảng cách, tống tập trung đông người, v.v. Chúng ta phải luôn luôn, mà đặc biệt là chúng ta phải có một sức khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng bằng ăn uống, vận động, tập thể dục. Vì chúng ta biết là nhiễm virus là cúm, mà cúm thì khi nào chúng ta càng yếu thì chúng ta dễ bệnh. Lý do tại sao mà người ta ưu tiên chích cho những người bệnh nền, bệnh có yếu tố suy giảm dịch, và bây giờ người ta mũi 3 đầu tiên là rà soát người nào trên 50 tiêm hết. Như vậy chứng tỏ là không, người nhỏ, người trẻ thì sức khỏe tốt. Mà muốn có sức khỏe tốt thì bên cạnh chúng ta lớn tuổi thì chúng ta phải tăng cường vận động, thể dục, ăn uống, bảo bổ vô, chứ chúng ta không chủ quan. Thì một lần nữa là cảm ơn mọi người luôn luôn theo dõi kênh của tôi. Mọi người có thể đăng ký trên kênh, đặt câu hỏi, chúng tôi sẵn sàng trả lời những câu hỏi. Là đây là một thực sự một cái tin rất là vui, là tiêm mũi 3 gần như chúng ta bảo vệ gần như 100% sức khỏe chúng ta trước các cái biến thể về Covid trong thời gian qua. Rồi, xin chào.